phút ngày 29/9, cảnh sát giao thông thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn phân luồng giao thông các tuyến đường quanh khu du lịch Đại Nam. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc khu du lịch này, miễn phí vé vào cổng một số ngày, khiến hàng ngàn người dân ùn kéo về. Theo ghi nhận, cảnh sát giao thông có mặt điều tiết giao thông tại các giao lộ trên quốc lộ 13, đường Lê Chí Dân. Trước đó, từ sáng sớm cùng ngày, nhiều người dân đã tới khu du lịch Đại Nam. Mọi người có mặt sau khi bà Nguyễn Phương Hằng thông báo sẽ miễn phí vé vào cổng và toàn bộ vé vào các khu trò chơi, vườn thú, trường đua trong một số ngày chủ nhật, từ nay tới ngày 20 tháng 10. Trong đó, hôm nay, 29/9 là ngày miễn phí đầu tiên. Sự kiện này được cho là sự trở lại của CEO Nguyễn Phương Hằng sau khi bà Hằng được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, ra tù ngày 19/9/2024. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện khu du lịch Đại Nam cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Trong đó, khu du lịch sẽ chịu trách nhiệm bên trong khuôn viên khu du lịch, còn bên ngoài khu du lịch sẽ tuân theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Vào ngày 24/9, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng ra tù 5 ngày, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, đồng thời là chồng bà Hằng, ký quyết định cử bà Hằng làm phó chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc thứ nhất công ty cổ phần Đại Nam. Đồng thời, bà Hằng còn được cử kiêm tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Khu du lịch Đại Nam là một trong số nhiều dự án thuộc công ty cổ phần Đại Nam. Toàn dân đoàn kết, quy lắm mạnh lên, tình nghĩa vững bền, không sợ bao tố chúng ta cùng nhau cho đời thêm đẹp, chung một nhịp màu. Hồ bao lũ toàn dân đoàn kết, quy lớn mạnh lên, tình nghĩa vững bền. Phương Hằng tiếp ước góp tay xây đời, tương lai rực rỡ một lòng không phai. Xin mặc chúng ta chung.